Alo, chào các bạn. Giờ này 10 giờ rưỡi rồi đúng không? Hôm nay mình livestream cho bạn chút xíu thôi, 10-15 phút thôi. Nói về cái chủ đề là điều gì làm cho bạn có động lực, điều gì tạo động lực cho bạn. Và nếu mà bạn mà không có những cái động lực này thì gần như là các bạn sẽ rất là khó đúng không? Rất là khó để chúng ta làm việc. Và đặc biệt là cái con đường làm kinh doanh và thành công là cần phải có động lực rất là nhiều. Nếu mà thiếu động lực thì gần như là chúng ta cũng sẽ không có làm được đâu. Nó là mình chỉ cái live stream ngắn thôi, 15-20 phút thôi, không nhiều đâu. Và chúng ta cùng nhau chào làm quen với nhau đi. Bạn nào ở đâu thì làm quen nhau đi. Chào bạn Nguyễn Đình Cương, chào bạn Đỗ Thu Trang, chào bạn Bùi Thiên Tạo. Vâng, điều gì làm cho bạn có động lực? Thì mình có một cái câu chuyện này để mình gửi cho các bạn. Bạn nào mà biết mình thì comment xuống, làm quen, giới thiệu cùng nhau để chúng ta làm quen với nhau, giới thiệu nhau. Các bạn ở khu vực nào để chúng ta cùng biết nhau. Chào bạn Trần Việt, chào bạn Mạc Đăng Long, chào bạn Lê Xuân Định, chào bạn Hà Thanh Tùng ở Kiên Giang, chào bạn Ngô Thanh Dũng. Ok, giờ này chưa ngủ quá Dũng ơi. Chào bạn Bùi Thiên Tạo. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình mới vừa đứng lớp về đây, và đứng lớp về xong cái mình sẽ livestream cho các bạn. Không cần nhiều đâu. Hôm nay livestream khoảng 15-20 phút. Chào bạn Long Văn Khá. Ok, chào bạn Trần Bảo Khuyên. Vâng, bạn nào mới biết mình thì các bạn comment xuống nha. Lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn comment xuống. Các bạn bấm cho mình số 1 đi để mình biết là các bạn mới, để sau đó mình làm quen với các bạn. Ok. Điều gì tạo động lực cho chúng ta? Chào bạn Nguyễn Bá Quyết, chào bạn Lê Nguyễn. Ok, chiều điều gì tạo động lực? Ok à? Thường thường á, những bạn gặp mình á, các bạn thường thường những bạn gặp mình á, và mình nói chuyện á, và cái câu đầu tiên mình hỏi là cái bản kế hoạch của bạn đâu, cái bản mục tiêu làm việc của bạn đâu. Bạn Long Văn Khá, bạn ở Tân Bình. Ok chưa? Cái bản kế hoạch đâu, cái bản mục tiêu của bạn đâu. Và nếu mà bạn nào đó mà không trả lời được cái câu đó thì phần lớn là hôm nay mình live stream muộn. Ok, chào bạn Úc Linh, chào bạn Linh Lan. Lần đầu tiên biết các bạn rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Mình giới thiệu với các bạn, mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại là mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân Be Training, và mình tác giả của những cái quyển sách sau. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Beyond The Way. Và cái quyển thứ tư của mình sắp ra đó là quyển Bán Hàng Online Ngay. Và quyển thứ năm của mình cũng sắp ra là quyển Luôn Có Cách Để Làm. Luôn Có Cách Để Làm. Và mình tin rằng những cái quyển sách của mình sẽ giúp cho các bạn ngày càng phát triển hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Mình chỉ là người làm kinh doanh và chia sẻ bạn về kinh doanh thôi. Những lĩnh vực khác thì sorry với các bạn là mình không có làm được. Vâng. Và chào bạn Nguyễn Thanh. Và điều gì mà để giúp cho chúng ta có động lực thì thực sự mà nói với các bạn rằng là nếu mà mình nói chuyện với một bạn nào và mình hỏi các bạn nào và các bạn không có mục tiêu rõ ràng thì rõ ràng rằng là cái tài khoản của bạn đang rất là ít tiền, và chắc chắn rằng là cuộc đời của bạn không làm được gì nhiều. Em mới từ lớp về, thưa thầy. Ok, chào bạn Diễm Cherry Fan. Vâng, bạn nào lần đầu tiên mà các bạn xem livestream mình và biết mình luôn thì các bạn comment số 1 để mình biết. Bởi vì sao? Và sau cái livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn, mình sẽ nói chuyện với các bạn nhiều hơn, bởi vì mình đang livestream. Và chắc chắn là cái tài khoản của bạn không có tiền, và tài khoản của bạn tiền cũng không có nhiều đâu. Và rõ ràng hồi giờ trong cuộc đời của bạn cũng không có làm được gì nhiều đâu. Chào bạn Hải Lu. Mình cũng thông báo một chút xíu. Chào bạn bạn Tân ở Bình Phước. Bạn nào mà mua hai cái quyển sách của mình, cái quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn chỉ cần cho mình số điện thoại, sách sẽ gửi đến và các bạn sẽ được ép vào. Chào bạn Tuyết Nguyễn, lúc nào bạn cũng nói mình đẹp trai. Sách sẽ được gửi đến các bạn khắp mọi miền đất nước, với cái hai quyển sách cái giá có 210.000, mình free ship cho các bạn. Free ship hiện tại đi các tỉnh là nó đã là 50.000 rồi nha các bạn ơi. Mình free ship á, sắp tới mình không free ship đâu. Và các bạn sẽ được chào bạn Hải luôn, ngày mai các em nó sẽ giao sách cho em, và các bạn sẽ được ép vào trong một cái group chỉ dành cho những bạn có hai quyển sách. Cái group này là cái group về kinh doanh, cái group này là group bí mật, các bạn nào có sách thì các bạn mới được ép vào. Và các bạn sẽ được kết nối những người làm kinh doanh của khắp mọi miền đất nước này. Điều này nó rất là ý nghĩa. Vâng, vậy thì nếu mà bạn không có mục tiêu thì chắc chắn một điều rằng là cái tài khoản của bạn
nó không có nhiều tiền đâu. Và bạn sẽ còn rất lâu nữa bạn mới mua được nhà cửa ở đất Sài Gòn này. Bạn sẽ còn rất lâu nữa bạn mới có vợ. Bạn sẽ còn rất lâu nữa bạn mới sở hữu được công ty. Và bạn sẽ còn rất là lâu nữa để bạn mới đi được Singapore, hoặc là bạn đi ở đâu đó xa hơn. Tất cả những người họ làm được điều này bởi vì họ luôn có được cái mục tiêu, cái mục tiêu rất là rõ ràng, và họ làm mọi thứ để họ thiết lập cái mục tiêu đó. Mình đã từng chứng kiến. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Linh. Bạn Linh, bạn Nguyễn Thị Linh là một trong những cái bạn nữ còn rất là trẻ, năm nay bạn mới có 21-22 tuổi này, và bạn đã làm, bạn đã đạt được những cái mục tiêu rất là tuyệt vời. Các bạn có thể tương tác với bạn Linh. Ví dụ như là năm ngoái bạn đặt mục tiêu bạn đi Singapore với mình, thì rõ ràng là sau đó bạn đi được Singapore với mình. Nên là tất cả những người đạt được mục tiêu, chào bạn Mạnh Quyền, chào bạn Long Cao, chào bạn Nguyễn Thu, bạn Nguyệt Thu, Thu Thị Cao, vâng. Các bạn nên nhớ vậy. Nếu mà bạn không có mục tiêu thì bạn chả làm được cái gì đâu, và bạn không có động lực đâu. Và những cái người đó bạn chỉ trôi theo ngày tháng thôi, bạn không có đạt được gì đâu. Và mình nghĩ là một cái nghệ thuật tuyệt vời nhất, chào bạn Đoàn Liễu, một cái nghệ thuật tuyệt vời nhất là cái nghệ thuật về khoa học thiết lập mục tiêu. Đây là một trong những cái trẻ tươi vậy mà giỏi vậy. Chàng Pha Minh, ok, bạn rất là giỏi đó bạn Pha Minh à, khỏi phải bàn, cái đó là thật sự đó. Chào bạn Trương Hồng Huyền, chào bạn Thanh Lê, vâng. Và mình nói với các bạn rằng là một cái nghệ thuật mà tuyệt vời nhất ở trên đời này mà các bạn phải học được và các bạn phải làm được, đó là cái nghệ thuật thiết lập mục tiêu. Bởi vì nó chính là cái gì ạ? Nó chính là một cái đòn bẩy mà giúp cho chúng ta đi về phía trước. Vâng, chào bạn Trương Hồng Huyền nhiều, chào bạn Phan Ngọc Ánh, vâng. Và nó là một cái thứ ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời của bạn. Cái việc thiết lập mục tiêu nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc nhất. Nó sẽ giúp cho cuộc đời bạn đạt được rất là nhiều thứ. Nó cũng sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn nó tốt hơn, và nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái điều tuyệt vời. Chúng ta đặt mục tiêu khi chúng ta chưa có đó, mọi người cứ đợi có rồi mới thực hiện. Cái đó là cái điều dở hơi nhất. Cái đó là cái tư duy mà nó không giúp cho các bạn đi đến đâu hết. Cái tư duy mà đợi có mới đặt mục tiêu, cái tư duy đợi có mới làm, cái tư duy mà đợi có tiền rồi mới làm, có mọi thứ làm, đó là tư duy của những người tệ hại, tư duy của những người an toàn, chào bạn Đặng Ngọc Toản, tư duy của những người họ sống một cuộc sống rất là lầm than, rất là khổ cực. Mà nói là khi các bạn làm chủ được mục tiêu thì các bạn sẽ làm chủ được rất là nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Và với mình thì mình biết cái điều mà nó ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời của mình cho đến giờ điểm này, giờ phút này, đó chính là cái cách chúng ta đặt mục tiêu. Vâng, chào bạn Đinh Văn Nhân, vẫn luôn tràn đầy năng lượng em. Đó là cái cách mà chúng ta đạt được mục tiêu để chúng ta đạt được mọi thứ trong cái cuộc đời này. Và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, bởi vì nó rất là ý nghĩa. Chào bạn Thanh Lê, chào em, rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu mà các bạn không có được mục tiêu thì bạn cũng sẽ không làm được cái gì. Và mình như cái câu chuyện mà hồi nãy bạn Nguyễn Thị Linh mà nói đó, là bạn còn rất là trẻ mà bạn đặt mục tiêu là bạn phải sở hữu một cái công ty mỹ phẩm. Năm nay bạn mới 22 tuổi rồi, bạn đã có một cái thương hiệu mỹ phẩm riêng rồi. Bạn cũng đặt mục tiêu với mình là năm vừa rồi bạn đi Singapore, và bạn đã làm được cái việc đó. Và năm nay cũng vậy, mình có bạn Hà Thanh Tùng, bạn ở mãi dưới Kiên Giang lận, và bạn đặt mục tiêu là bạn mở cái shop về nước uống á, nước uống trái cây, nước sinh tố rồi đó. Và bạn bán, bạn biết là bạn bán cái doanh số nó đã lên tới 200 triệu, và cái lợi nhuận của bạn là tới 50%, là lãi được tới 100 triệu, là các bạn tuyệt vời mà. Và bạn chuẩn bị mở cửa hàng thứ hai, và bạn mới có 20 tuổi thôi, và bạn đặt mục tiêu là bạn đi Singapore với mình, và bây giờ vừa rồi là bạn đã hoàn tất cái thủ tục đi Singapore với mình mà rồi, ok chưa? Nó là mình muốn nói với các bạn rằng nếu mà các bạn mà không có được cái mục tiêu thì sao ạ? Thì các bạn sẽ không làm một cái điều gì to lớn trong cái cuộc đời bạn hết. Bạn làm một cái việc nhỏ, thậm chí mua cái chiếc xe máy bạn mua còn không xong nữa, chứ bạn đừng có làm cái việc gì khác. Nó là
Hồi nãy giờ nghe mình chia sẻ cái lý do vì sao mà các bạn phải đặt mục tiêu, các bạn thấy có thú vị mà. Nếu mà thú vị thì các bạn comment xuống. Tối hôm nay mình không có live stream nhiều, mình live stream khoảng 15-20 phút thôi. Để cho các bạn biết, các bạn hiểu được rằng để có động lực trong cuộc sống này là chúng ta phải có mục tiêu. Nếu chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta sống làm cái gì? Nên là các bạn nào mà các bạn thấy mỗi lần mà các bạn gặp mình, bạn nào mà có dịp gặp mình luôn hỏi mục tiêu ngày hôm nay các bạn là gì, mục tiêu tuần này của các bạn làm gì, mục tiêu tháng tới các bạn làm gì. Yes, tuyệt vời lắm thầy. Cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Đúng rồi đó bạn Linh à, các bạn thấy à, bạn Nguyễn Thị Linh à, các bạn có thể liên tương tác với bạn Nguyễn Thị Linh à, chính xác đó Linh ơi à, em rất là tuyệt vời, em đã biết cách đặt mục tiêu và em đã biết cái vươn về phía trước, bỏ lại những cái rắc rối, những cái phía sau lại à, vâng. Và trước khi đặt mục tiêu thì chúng ta phải có ước mơ à, chào bạn Tý Nguyễn à, trước khi chúng ta đặt mục tiêu thì chúng ta phải có ước mơ. Nếu các bạn không có ước mơ thì các bạn cũng sẽ chả làm được một cái gì hết à, có nhiều người họ là chuyên gia biến mục tiêu thành ước mơ, nghĩa là họ làm không có được. Còn những người tuyệt vời là họ biết cách biến ước mơ thành mục tiêu, và họ biến mục tiêu thành kế hoạch hành động, và từ kế hoạch hành động đó họ gì, họ đưa kết quả vào trong cái cuộc sống của họ. Em không biết kinh gì về kinh doanh, nếu mà bạn không biết gì về kinh doanh thì bạn hãy đăng ký mua hai cái quyển sách của mình, là quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và bạn về bạn đọc là bạn sẽ biết cách kinh doanh ngay à, đừng có nói cái từ là không biết. Những cái người họ không có mục tiêu là họ hay nói cái từ là không biết à, còn những người họ có ước mơ và họ có mục tiêu thì họ sẽ biết chính xác rằng họ phải làm cái gì à, các bạn cần phải có ước mơ à, trước khi lập mục tiêu thì chúng ta cần phải có ước mơ. Chúng ta phải ước mơ về cái cuộc đời của mình. Chúng ta mong muốn thành công gì trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn hướng mình đi đâu. Cái điều gì nó kéo các bạn đi về phía trước chính là cái ước mơ. Vâng, bạn Hải luôn. Chính xác. Bạn có dịp làm quen với bạn Linh đi ạ. À. À. Cái điều gì nó kéo chúng ta về phía trước đó chính là cái ước mơ. Cái ước mơ nó như một cái máy bay đó. Nó kéo các bạn đi về phía trước. Các bạn biết là ngày xưa mà hồi ở cấp 1-2 á à, em mở công ty được hai tháng, ngày nào em cũng nghe thầy giảng à, thu vượt gấp 3 lần lúc đi làm, tháng này sẽ tăng lên nữa, cảm ơn thầy nhiều, trân trọng chia sẻ của thầy. Ok, cảm ơn bạn. Tuy nhiên bạn muốn bùng phát nữa là bạn nên đi học các lớp của mình để bạn biết cách, bạn sẽ bùng phát hơn rất là nhiều nha bạn. Lê Duy Nhân à, ok chưa bạn Lê Duy Nhân à, nếu mà bạn biết cách thì bạn còn bùng phát kinh nữa. Bạn mới chưa chia sẻ thôi mà bạn đã như vậy rồi. Cái gì nó kéo các bạn về phía trước đó chính là gì? Chính là những cái ước mơ à, ước mơ nó chính là cái sức mạnh, nó giải thoát bạn, nó kéo bạn đi. Chào bạn à, Hồn Chất à. Và bản thân mình cũng vậy. Các bạn biết là hồi kia thời nhỏ mình chỉ có ước mơ mà được vào Sài Gòn à, nhà thì nghèo mà. Rồi mình có cái ước mơ gì à? À, à, mình có ước mơ gì à? Hồi đó, hồi cấp 2 mình học tiếng Nga mà. Nó là à, mình ước mơ để một ngày nào đó mình đến đất nước Nga, Moscow. Và các bạn thấy mình cũng không ngờ cái ngày mà mình đặt, năm 2014 mình đặt chân tới thủ đô Moscow. Và mình cũng không ngờ rằng là mình đã có mặt ở đó. Chính là cái ước mơ nó làm cho mình thực hiện cái điều đó cho bằng được. Cái ngày mà mình đặt chân tới thành phố St. Petersburg, ok, mình đi trên cái dòng sông Volga, thì cái ngày đó mình không hình dung nổi là mình lại đến đó à. Cái ngày mình đến Singapore, mình đi vào trong Đại học Quốc gia Singapore, gọi là NUS đó à, và mình thấy nó rất là rộng lớn. Và mình đọc về tiểu sử của ông Lý Quang Diệu, mình biết là hồi kia ổng là người tốt nghiệp từ Đại học Cambridge của nước Anh. Và mình không nghĩ rằng mình ước mơ một ngày nào đó mình đến London, mình ước mơ một ngày nào đó mình vào câu lạc bộ Chelsea, tới sân vận động của St. Pancras à, mình đến Đại học Cambridge. Và những ước mơ đó hiện tại mình đã thành hiện thực. Mình đã đến được tất cả những cái nơi mà mình vừa kể với các bạn đó. Các bạn hiểu chưa? Đó chính là cái ước mơ. Cái ước mơ nó như là một sức mạnh, nó đẩy chúng ta đi về phía trước. Em cũng mới học ở trường thầy, mới về đây. Ok, bạn Nguyễn, bạn Quỳnh Ngọc Sang, đúng rồi.
Chúng ta phải luôn năng lượng, chúng ta phải luôn hướng về phía trước. Giấc mơ là một cái điều mà chúng ta cần phải có trong cái cuộc đời của mình thì chúng ta mới đạt được. Bạn sống mà bạn không có ước mơ thì bạn chả làm được một cái gì cho tốt đẹp hết. Và khi bạn có ước mơ rồi thì bắt đầu bạn mới lên cho nó những cái kế hoạch để gì, để bạn thực hiện được cái điều đó trong tương lai. Nó như là cái xe, nó kéo các bạn đi về phía trước. Và đây những người họ sinh ra và họ sống mỗi ngày trong sự lo âu và lo lắng. Các bạn có mà, các bạn bây giờ mình hỏi các bạn này, các bạn có thấy những người như vậy mà, bạn nào nói rằng có thấy những người như vậy thì các bạn bấm số 2 đi, và bạn nào thấy rằng bạn đang là những người như vậy thì bạn bấm số 3. Các bạn hình dung chưa, bạn có thấy những người sắp được đi xin cùng thầy rồi và anh chị doanh nhân Ruby, đúng rồi. Đoàn hôm nay, năm nay chúng ta đi Singapore rất là tuyệt vời em. Bạn Lê Xuân Yên, cái đó là những cái ước mơ, đúng không bạn Lê Xuân Yên rồi. Và có những người họ sống mỗi ngày là trong lo âu, trong lo lắng, thấy không sợ tiền, thấy nói với ông ngoại thầy là sẽ bay xa hơn nữa, thầy làm được. Ok, đúng rồi, mình có đọc trong sách. Bạn có đọc trong sách đúng không? Mình nằm ở gì à? Thầy Duy ở Thảo Điền quận 2 phải không thầy Duy? Đúng rồi, mình đang ở Thảo Điền. Và các bạn thấy không ạ? Hồi kia mình có ước mơ, mình nhìn trên trời cao và mình nói với cái ông ngoại, mình nói với ông ngoại của mình nó là như vậy, một ngày đó mình sẽ bay cao và bay xa hơn, mà rõ ràng y chang vậy. Khi các bạn không có ước mơ. Tuy nhiên đầy những người họ bị cái gì ạ? Họ bị những cái lo lắng, lo âu mỗi ngày của họ đó. Nó quấn cái con người của họ, nó bám víu vào con người của họ, nó giữ con người của họ lại. Và bạn hãy làm cho cuộc sống bạn kỳ diệu bằng cách bạn có những cái ước mơ và những cái mục tiêu. Mình muốn gửi đến các bạn như vậy thôi. Tối hôm nay mình không live stream nhiều, mà nói là mình live stream các bạn 20 đến 30 phút thôi, để mình nói về chúng ta cần phải có mục tiêu. Điều gì làm cho bạn có động lực, đó chính là mục tiêu và ước mơ. Và tối mai mình sẽ nói cho bạn tiếp để nó rõ hơn. Rất là vui khởi động chia sẻ bạn một cái mục tiêu rất là ngắn vào tối hôm nay. Bạn nào chưa có sách thì các bạn hãy mua sách của mình đi. Đây là ba cái quyển sách của mình, cái quyển Bì Dân Đầu Quay, cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Đây là cái trung tâm B-Training của mình, và đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, Làm Chủ Doanh Nghiệp, Cách Lên Khởi Nghiệp Từ Nam Xu. Và đây là cái địa chỉ của B-Training. Thì cuối tuần này mình có cái lớp doanh nghiệp. Làm Chủ Doanh Nghiệp. Và bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì các bạn về Sài Gòn, các bạn tham gia cái lớp Làm Chủ Doanh Nghiệp của mình. Các bạn nào quan tâm tới lớp Làm Chủ Doanh Nghiệp thì các bạn inbox cái số điện thoại xuống. Và bạn nào mua sách của mình thì các bạn cũng inbox số điện thoại xuống. Sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Chào bạn Hoàng Thị Kiều Trang. Bây giờ bạn mới lên, mình thì live stream sắp xong rồi. Sách sẽ được giao đến nhà bạn trong khắp mọi miền đất nước. Chỉ có 210.000 hai cái quyển này, nó là giá bìa. Và mình free ship cho các bạn. Ship đi các tỉnh nó mất hết 50.000 rồi á. Và mình chỉ ưu tiên trong thời gian này luôn. Mình chỉ ưu tiên, bạn hãy lưu mua tới 3 cuốn, cảm ơn bạn. Mình chỉ ưu tiên trong cái thời gian này thôi. Và tất cả các bạn có sách thì các bạn được add vào trong một cái group bí mật. Và cái group này là toàn là những người kinh doanh, 100% là những người kinh doanh. Chỉ những bạn có sách mơ được vào này. Và các bạn nào mà học muốn tham gia cái lớp học của mình thì các bạn để số lại, số điện thoại, các em nó sẽ gọi đến các bạn. Thứ năm tuần sau mình sẽ có lớp khởi nghiệp và hoàn toàn miễn phí, thì các bạn cũng comment xuống để các em mời các bạn đi học. Thứ bảy chủ nhật này mình có cái lớp Làm Chủ Doanh Nghiệp khóa 144, và nó bắt đầu từ 9 giờ sáng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem chương trình livestream tối hôm nay. Bye bye các bạn. Tối mai mình sẽ nói tiếp cái chương trình thiết lập mục tiêu này. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn.